Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Đây là con âm ly Sansui 2000X mới về, hàng đấu giá eBay về, còn cả thùng cạc tông mà bên kia họ gửi về luôn nha. Giá em đang giao các bác là 16 triệu trong mùa này để các bác mình sở hữu nha. Giá bao gồm phí ship rồi nha các bác. 2000X là dòng âm ly sắc âm tụ, nó chỉ dưới con 5000X thôi nha các bác. Giá 16 triệu đẹp keng luôn nha. Đây, tất cả năm nút sáng tròn. Sexy 7 màu, là đối tác của những dòng loa cổ của như Sansui Pioneer. Và nếu bộ đôi của nó là 77A, 88A và những dòng loa Pioneer. Bass 30 đổ lại. Và nếu như loa cổ thì các bác có thể ghép thoải mái dòng Bass 40 như là Sansui hoặc là Pioneer, những dòng đời cổ luôn nha. Và những dòng Kenwood đồ các bác, mạch bách võng rồi đấy. Các bác cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên nha. Con này series là 0207 này. 0207. Đánh hai cầu loa AB, A kèng B là dòng sức âm tụ nổi tiếng của những dòng hãng Pioneer. Những dòng này thì cho các bác nghe một chất âm nó mềm mại và ấm tiếng, đặc trưng với dòng sức âm tụ rồi. Đây, mé đẹp long lanh luôn nha các bác. Bóp gỗ thì keng sao beng, vuông thành sắc cạnh. Chạy 4 cầu điện, nó sử dụng điện 100 mà 110 nè, 120 và 220 đến 254. Nếu có bác có thể chuyển điện, mình xài điện nào mình chuyển qua điện đấy. Nhưng nguyên bản của nó là ở thị trường Mỹ nên là sử dụng điện 110 và 120. Rồi thì sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Tất cả bao riêng tuyệt đối nha, hoạt động hoàn hảo nha. Dòng âm ly đài thì vừa nghi vừa trưng bày, các bác có thể giúp phía trên nó là một con AK hoặc là đầu đét nha. Vâng, em mời các bác cùng xem luôn nha. Đây, các bác hãy nhìn nè. Đấy, keng luôn. Hoặc là như thiếu mũi sốt rồi thôi. Đây, mấy cái dây. Đây, con này bản tụ đen luôn nha các bác. Tụ đen rất là hiếm nha. Đây, đấy, các bác thấy độ mới của con 2000X. Bên này mà phân phối cho các bác nha. Tất cả nguyên sinh từ A tới Z các bác. Đây là cái tụ nguồn và đây là hai cái tụ sức âm cho hai vế này các bác. Bản tụ đen rất là hiếm nha. Đấy, trắng bum luôn nha. Đây, nhìn các bác nhìn sexy này, long lanh luôn nha. Các bác chơi loa cổ thì đừng bỏ qua những dòng này, thì những dòng này nó nổi tiếng về chất âm cũng như là hình thức và trưng bày của Sansui rồi. Nếu các bác chơi boss thích nghe nhạc thì những ghép với dòng này tiếng nó ấm, nghe nhạc vàng nghe sướng đó. Đây, đây, các bác thể cảm nhận độ mới nha. Bác nào yêu thích con 2000X này thì alo cho em qua hai số điện thoại kia. Giá 16, chuyển khoản đủ em bớt 200.000 và còn là 15.8 triệu. Còn cọc tiền thì cọc 2 triệu là em ship hàng. Cọc tiền vẫn giá 16 nha, có giá bao ship nha.